Chào Nam Ad, tôi sẽ đi luôn vào vấn đề chính. Sắp tới, công ty định phát triển một phiên bản game dựa trên ý tưởng truyện tranh. Vì vậy, tôi sẽ có một chuyến đi công tác sang Nhật để học hỏi kinh nghiệm. Phòng 5S sẽ được cử một người đi cùng với ban giám đốc. Dạ, thế các sếp đã chọn ai chưa ạ? Chúng tôi thấy phòng 5S cậu là trưởng phòng. Cậu có nhiều đóng góp cho công ty. Thế là các sếp chọn em rồi. Để em về làm hộ chiếu gấp ạ. Khoan, tôi chưa nói hết. Cậu Trung phòng cậu cũng là nhân viên rất có năng lực, chăm chỉ, gương mẫu. Tôi nghe nói cậu ấy còn thường xuyên chơi game, nên chắc chắn là sẽ am hiểu về các sản phẩm này. Vì thế, chúng tôi đang cân nhắc, có gì sẽ báo cho các cậu sau. Thế nhá. Dạ, em chào sếp ạ. Không thể để mất cái chuyến du lịch miễn phí này vào tay tên Trung được. Cơ hội bây giờ giữa mình và Trung là 50-50. À không, mình là trưởng phòng thì phải là 70-30 nghiêng về mình mới đúng. Nhưng mà mình lại không biết chơi game, còn Trung thì biết. Thế là 40-60 à? Ôi, nghĩ một lúc mà loãn cả óc. Hại não quá. Không được, nhất định không thể để tên Trung biết chuyện này được. Mình phải hành động trước. Ai ôi, lạ thật đấy, làm gì có đứa nào đâu mà mình cứ phải lăn như đặc công ấy nhỉ? Dạ, Facebook còn đăng nhập không nhỉ? Đây rồi. Nào, xem có em nào ngon không? Nữ hoàng băng giá, người đẹp dáng thon. Ô, em này có vẻ được. Hôm nay chúng mình ra đây cứ như kiểu là trốn mụ gì ghẻ để hẹn hò nhá. Xin lỗi nhá, anh là chuẩn men đấy. Em chuẩn men nghĩ gì? Này, cho chú đấy. Uầy, xanh hào phóng đấy. Anh cho em tờ giấy to đùng ngay, sao em dùng hết được? Dở ra xem trong đây có gì đã. Thôi sớm. Nữ hoàng băng giá là sao? Đây là nick của một nàng vô cùng xinh đẹp. Anh tán mãi không đổ. Nếu muốn, chú tán thử đi. Xinh đẹp á? Thật luôn. Ôi, Thảo Mai với cả Tường Vi nhà mình á, có sách dép, sách váy, chạy theo hàng ngày cũng không thể nào mà đuổi kịp. Thế mà anh lại cho em á? Anh muốn gì? Anh chả muốn gì. Anh chỉ muốn tiền. Vớ vẩn. Anh ý chỉ muốn chú thoát khỏi cảnh FA càng sớm càng tốt thôi. Ôi, em cảm động quá. Hôm nay lần đầu tiên em phát hiện ra anh đúng là một người anh tốt của em ấy. Cho em ôm anh một cái nào. Hai ông làm trò gì đây? Định đóng phim đồng tính đấy à? Ui, em đã chat với tôi rồi. Nữ hoàng băng giá, em xinh quá. Sáng cách đây 2 tiếng. Còn ăn cơm trưa 3 tiếng nữa em mới ăn. Có điều gì đấy không ổn lắm đúng không? Đương nhiên. Quả nào mà chat với tôi ngay từ lần đầu tiên bằng câu này á, tôi cho out luôn. Out luôn. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng biết hỏi câu gì khác cả. Tập trung gõ đây. Câu đầu tiên sẽ là: em có người yêu chưa? Nhưng mà tự nhiên lại hỏi em ý có người yêu chưa, tôi thấy cứ bị làm sao ấy. Sao chẳng nên rời ý? Nếu em ấy trả lời chưa ấy, thì tức là em ấy muốn tiến đến với ông. Còn nếu như em ấy trả lời rồi ý, thì đương nhiên là ông phải delete ngay em ấy ra khỏi danh bạ. Chính xác. Em chưa. Em vẫn chờ ai đó. Ôi, em ấy bảo là chưa này. Thích luôn, thích luôn. Anh làm bạn trai em nhé. Chơi luôn. Ê, thích làm bạn trai à? Em rất thích đàn ông có làn da ngâm đen, rám nắng. Nếu anh sở hữu làn da như thế thì mình hãy bất chấp tất cả yêu nhau anh nhé. À,
anh gửi hình cho em đi. Ôi, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Ê, tôi thấy quả này hơi bị chiến đấy. Tội gì mà không xông lên. Xông lên. Ồ, nhưng mà làm nào bây giờ? Tôi có ra bánh mật ngâm đen gì đâu. À, em có cách. Bây giờ nhá, anh đi ra ngoài đường mua một ít sô-cô-la về, bỏ vào chậu nước, xong khuấy lên, rồi quết lên da. Anh sẽ có một làn da cực kỳ quyến rũ luôn, sô-cô-la chính hiệu luôn. Thôi đi, nếu em thích có một làn da như thế thì đi mà hưởng cả ấy, anh không có nhu cầu. Tôi tuyên bố ấy, dẹp cái tổ tư vấn này luôn. Vào đây, ngồi xuống đây, kể anh nghe xem nào. Nữ hoàng băng giá chỉ thích làn da rám nắng, mà da em thì trắng, đến kiểu gì cũng bị mắng anh ạ. Làn da rám nắng chứ gì? Đơn giản, anh sẽ cho chú một làn da rám nắng, sexy gọi là hết nấc luôn. Xem nào. Chập xong rồi. Đây, em chiếm ngưỡng đi. Ôi, em đây á? Ừ. Như này là rám nắng rồi đại ca. Ôi dồi ôi, như thế này là quá rám nắng luôn ý. Anh thề với chú luôn nhá. Anh mà là con gái, anh yêu chú lâu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì chú có làn da quá là đẹp đi. Very sexy. Ê, chụp ảnh đi còn gì nữa. Mà thôi, để đấy, anh chụp cho. Nhưng mà mày anh chụp hơi xấu. Thôi chú tự chụp đi nhá. Ra ngoài chụp ảnh đi. Đi ra. Lùi ra. Ra. Alo, em chào sếp ạ. Sếp ơi, sếp đã nhìn cái hình ảnh của Trung mà em gửi cho sếp chưa ạ? Ôi dồi ôi, khổ thân nó lắm sếp ơi. Mới tí tuổi đầu mà đã bị sỏi thận. Mà nghe đâu nhá, cái viên sỏi thận của nó to bằng mắt ô tô sếp ạ. Đấy, với tình hình sức khỏe thế này, em nghĩ Trung không thể nào mà nhận chuyến công tác đi Nhật Bản được đâu sếp ạ. Thôi, em sẽ ứng cử mình đi thay Trung ạ. Thật ra em cũng chẳng muốn đi đâu. Vì sự phát triển của công ty mình nên em quyết định đi đấy ạ. Nếu cậu không muốn đi thì để tôi cử người khác. Em đùa ấy mà sếp. Đương nhiên là em muốn đi rồi. Em, tại sao em lại đặt nick là nữ hoàng băng giá? Chuyện này buồn cười lắm. Em nhờ anh trai em lập nick chat. Trong khi em đang xem TV chương trình cắt băng khánh thành của một cái nhà máy đường, mẹ em thì đang làm giá đỗ. Anh trai em hỏi em muốn lập tên nick gì. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, em đã nghĩ ra cái tên băng giá. Băng trong từ băng khánh thành, giá trong từ giá đỗ. Buồn cười quá đúng không anh? Ôi, quá buồn cười đấy chứ. Buồn cười nha. À mà nói chuyện từ nãy anh vẫn chưa biết em làm nghề gì. À, em là phiên dịch viên tiếng Nhật. Nhiều, nói thêm cho em hiểu. Anh là con người ấy, sống cực kỳ chân thành đi. Thế mà mọi người lại bảo chân thành quá mức là cái tội, mà tin người quá vội là cái ngu. Vừa gặp em ấy, anh đã thấy mình ngu. À, anh mình tin em rồi. Nhân cái dịp ấy là sắp có gấu, hôm nay anh bao cả nhà toàn bộ nước luôn. Được đấy. Buồn cười quá đúng không anh? Ngạc nhiên tiếng Hàn là gì? Mơ Nữ hoàng băng giá của tôi. Sao bạn gái của ông lại ngồi với các lão fan thế kia? Định nẫng tay trên à? Để tôi giải quyết việc này. Người mà cả ngày hôm qua chat với em đấy. Tôi không quen ai là Trung Dũng Sĩ hết. Ông kia, ông nói cái gì để bây giờ cô ấy phủi tôi như thế à? Ông làm trò đấy, định phá đám tôi đấy à? Phá đám cái gì? Cô ấy là hàng của tôi. Ông nghĩ gì bảo hàng của ông? Em ấy là hàng của tôi. Hàng của tôi em là, hàng của tôi. Hãy dừng lại. Thứ nhất, tôi không phải hàng. Thứ hai, tôi không phải của ai hết. À, quên túi. Nãy thì hàng này. Em ơi, nghe anh giải thích đã. Sao rồi, mất hàng. Ôi, em ơi, chờ anh giải thích đã. Anh cũng muốn nói. Thế là đi tầm mất chuyến du lịch Nhật Bản miễn phí của mình rồi. Đèn thế không biết. Các em, đối tác người Nhật sắp đến rồi. Các em đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Chúng ta phải làm gì? Sốt hàng. Công ty của chúng ta đang như thế nào? Hoành tráng. Thì chính xác.
ấy, xin chào, xin chào. Naruto と申します。Cô Sa, rất vui được gặp lại các bạn. Tôi là phiên dịch viên của ngài Naruto. Mời ngài vào, mời ngài vào. Mời ngài ngồi. Anh ấy bảo là rất vui được gặp các bạn. Ohayo, cái gì nhở? Tôi không nhớ, chém đi. Nhớ nói đi. Ohayo, Fumaiza Hakusumo. Các bạn đang nói gì vậy? Tóm lại là để đi đây làm việc. Tiêu chí công ty chúng tôi là ngoài sáng tạo cho công việc thì còn phải biết yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Anh em trong cùng công ty là phải coi nhau như người nhà. Dịch giúp anh với. Tote no mokuhyou wa sutafu ishi o shinu made kenka suru tuyokoto desu. Đấy, mày nói gì đấy? Chắc là khen tự mình ấy mà. Nani nghe nana đi nói đi. Anh trình bày tiếp đi. Công ty của chúng tôi là công ty sản xuất truyện tranh hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm công ty phải xuất bản được khoảng vài triệu cuốn. Kei de ozoshite iru iki ni kan ninji o sasu ika shika subasinai. Kono yona taido de hontou ni kyoroku suru ki ga aru n desu ka? Karakatte iru n desu ka? Issuru shimasu. Đồ ta, đồ ta. Này em ơi, ông ấy nói gì đấy? Anh ấy không muốn hợp tác với 5S. Sao lại không muốn hợp tác? Công ty của anh hoành tráng như thế cơ mà. Thế các người nghĩ là tôi dịch đúng sao? Đây là cái giá phải trả khi em tôi ra làm trò cười đấy. Cô... Được rồi, các em cũng sẽ có cái giá phải trả với anh và sếp tổng đấy. Đi về bên kia.